cho người ta ấy. Hè sang sắc thắm hoa dần tàn, thu đến miền nào rồi héo mây kéo sang mùa đông. Làm qua kia chết trong lạnh lùng, không phải tại anh cũng không phải tại em, tại trời xui khiến đến chúng mình xa nhau. Tình nồng thắm biển bao, lúc ông tờ bắt cầu mà nguyệt nỗi chú yêu vui trọn buổi ban đầu. Rồi thời gian nước mau, tình ta úa màu, đàn dân phim sầu đời thương đau khi tình heo. Không phải tại em, cũng không phải tại anh, không phải tại còn đêm nay ghi tâm tình này em xin thốt cạn. Rồi sáng mai đây thuyền qua tắt bên, đưa bước em đi về nơi xứ lạ, bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm em mà đêm. Ngày mai này cho đến vạn ngày sau, nếu còn gặp nhau xin cúi đầu lặng lẽ. Lời cuối cùng đêm nay tạ từ nhau anh nhé, còn thương nhau xin gọi cố nhân sầu. Tạm biệt tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người có một cái buổi tối thật là vui, an tĩnh về đêm. Thì sư chia sẻ cho mọi người là sư cũng nói là sư
rất là thần tượng cái người nghệ sĩ Mỹ Châu. Tức là cô này thì cô có một cái giọng ca nó khác tất cả các nghệ sĩ khác. Tất cả những cái câu đầu cũng như là cái câu về nó rất là ngắn hơi thôi, nhưng mà nó rất là đặc biệt mọi người. Do đó nó cũng là một cái thần tượng. Sư đã chia sẻ cho tất cả mọi người rồi. Sư cũng nhiều khi sư cũng bắt chiếc sư hát để nhiều khi thì nó sẽ thay đổi cái cách hát đi để cho mọi người nghe nó đỡ nhàm chán. Sư chia sẻ là ví dụ như tất cả các người nghệ sĩ thì ai cũng muốn là ngân dài, hát ngân nga đấy. Nhưng mà riêng cái người nghệ sĩ này thì họ khác đấy. Ví dụ như các người nghệ sĩ khác thì đổ cái câu đổ là người ơi xin đừng ganh đừng ghét, xin đừng oán trách một ai và xin đừng mang thù hận ở trong. Nhưng mà cái người nghệ sĩ này thì họ lại ca cái cách khác. Người ơi xin đừng gánh đừng ghét, xin đừng oán trách một ai và xin đừng mang thù hận ở trong lòng. Đó là một cái cách hát của cái người nghệ sĩ này. Nó rất là trầm, nó gần giống như cái giọng của một cái người nam giới, nhưng mà nó rất là đặc biệt, đúng không mọi người? Trong miền Nam người ta gọi người nghệ sĩ này là nữ hoàng sân khấu. Cái thời ngày xưa ấy, người hát, người nghệ sĩ này hát ở nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương. Đêm đêm tôi chắp tay cầu chúc anh phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đong đầy trong tay. Sư xin tạm biệt tất cả mọi người. Chúc mọi người có một cái buổi tối thật là ngon giấc mọi người nha.